vị trí mình đang đứng là gọi là bãi tắm Hàng Dương, một bãi tắm biển biển Cồn Bửng, hay còn gọi là biển Thành Phú, một khu vực du lịch rất là nổi tiếng của tỉnh Bến Tre hiện nay đó mọi người. Bãi tắm Hàng Dương. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại kênh du lịch và khám phá. Hiện tại kênh Vlog đang có mặt tại tỉnh Bến Tre đó. Khi nói tới tỉnh Bến Tre thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đây là một xứ dừa. Và nhưng hiện tại thì đúng, cũng thực sự là một xứ dừa rất là nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ. Thì Bến Tre có bờ biển kéo dài mọi người khoảng 65 km. Và hiện tại mình đang có mặt ở Cồn Bửng, hay còn gọi là biển Thành Phú. Thì bờ biển có chiều dài khoảng 30 km². Thì hôm nay mình đến tham quan khu du lịch này, khu du lịch Cồn Bửng hay còn gọi là khu du lịch biển Thành Phú, và quay lại hình ảnh để chia sẻ cùng tất cả mọi người luôn ha. Let's go, nhanh nhanh vào thôi mọi người. Đây là khuôn viên đậu xe của bãi biển Thành Phú hay còn gọi là Cồn Bửng ha mọi người ha. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần thì cũng sẽ chắc chắn có nhiều đoàn khách xe vô nượp nượp nè mọi người. Nhiều gia đình, nhóm hay là các bạn về các bạn trẻ rồi công ty doanh nghiệp tới tham quan và khám phá khu vực biển Thành Phú, biển Cồn Bửng. Lối dẫn hai bên đường vào nè, thì hai bên thì có bán nhiều quà đồ chơi cho trẻ em rồi áo tắm cho người lớn cũng như trẻ em luôn mọi người, rất nhiều luôn nè ha. Khu vực biển này thì có chiều dài khoảng 30 km². Hiện tại thì được huyện Thành Phú đầu tư mỗi ngày để phát triển về du lịch biển đó mọi người. Quá đông luôn nè ha, các bạn trẻ và người lớn cũng rất là nhiều luôn á. Đông quá ha. Ở khu vực này bán rất là nhiều đồ hải sản tươi ngon luôn ha mọi người, cho nên người ta tấp nập mua bán luôn ha. Quá đông luôn. Wow. Gặp 200 ghẻ 250. Ngon quá ha. Tiền nào của nấy, gãi xấu rồi bán lại mắc hơn chút cho anh ơi. Gãi bự nữa. Trực tiếp luôn anh. Gãi bán lại xấu. Bà nào video chưa trực tiếp. Đâu, có hai cái mấy là bôn con đây, gãi cái gãi xong à. Gãi tươi ngon quá ha. Gãi này gãi gãi xong à, gãi cái mà cái gì đó không gãi bự. Bán 56 kg luôn á. Bán 56 kg luôn á. Bán 56 kg luôn á. Con này con chù ụ hả? 104 hả? Rồi con chù ụ ngon ác luôn nè, quá ngon ha. 104 kg ha, ký khoảng mấy con ta? Ký nhiều lắm, chục con đó anh. Để lát nữa mua vài ký coi. Dạ. Có nhiều đó nè, em mới đi bắt về tới luôn. Con này là loại mấy rồi? Mua vài ký thì em mua trăm cái bị mình đem về xa được. Cắt lỗ. Ủa cái này mình để sử dụng trong ngày thì nó có đem về chắc nó chết hả? Qua ngày mới được. Nhưng mà nó chết hả? Mình mua cái bị đệm. Con đựng cái mũi nó ngọt nó chết. À cái bị đệm ta cắt lỗ sẵn rồi. 104 kg ha. Cua này 302 kg á chị. Cua này là 320. Cua này là ký chắc 2-3 con hả? Dạ, ký bằng 3 con. Ngon ha. Chắc lạnh lùng luôn. Bao nhiêu? Cái này nhiêu? 302 kg. Dây là một rét luôn. Quá ngon luôn, hàng tươi ngon luôn ha. Dây những gì ơi. Ở đây có một cái cầu tàu xuống dưới bờ biển nè mọi người.
nơi đây có tập trung rất là nhiều người tắm. Thì nước biển hôm nay là cũng khá trong mọi người ơi. Những cái đợt trước mình đi thì đôi khi nước biển cũng hơi vàng vàng đục đục quá, nhưng mà vẫn tắm được đấy mọi người. Tuy nhiên hôm nay nước biển thì mình thấy nước khá trong luôn á, khá trong. Cho nên rất là nhiều người tắm luôn nè. Cảnh mua bắt tấp nập dưới tận cửa biển, bãi biển luôn ha. Tại ký đi. Cái bự hai con là bự à. Con ghẹ này 300.000 ba ký vậy. Mua nào mua. Để thử cái gì đi. Được ký vậy. Cái mà. Rồi rồi ok. Tắm biển quá đông luôn ha mọi người. Vui quá ha. Nước biển cũng khá trong, không có đục nha mọi người. Trên thì rất là nhiều hàng quán như thế này nè, quán tàu biển, từng ô rất đẹp luôn ha mọi người. Sau khi mà tắm biển ở khu vực này xong á mọi người thì sẽ lên phía trên thì có rất là nhiều khu vực hàng quán để mọi người có thể chọn những cái món hải sản tươi ngon ha, rất nhiều luôn. Đây là dãy nhà hàng khách sạn, nhà hàng phía bên trên. Thì nói chung là quán ăn đó mọi người, quán ăn về các món hải sản tươi ngon của vùng biển thành phố. Đó mọi người ha. Bên trong nhiều người thưởng thức luôn á. Cái gì? Quá đông luôn ha. Nó đi đa số là ở đây mình thấy là đoàn đoàn gia đình luôn á mọi người. Gia đình mười mấy hai chục người á. Đông quá. Quá đông. Khu vực này là của nhà hàng Hàng Dương, khu vực Biển Đông. Này chung bãi với Hải Dương mà.
Đây khu chế biến nhà hàng ha mọi người. Nhà hàng hải sản Biển Đông. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần cho nên rất là nhiều du khách cũng như những người đam mê về biển tới tắm biển và thưởng thức những món hải sản tươi ngon của biển thành phố Bến Tre nè mọi người. Đông luôn ha. Anh đã yêu biết anh là con gì anh? Ở góc này thì mình thấy có dãy quán Hàng Dương nè mọi người, phục vụ các món ăn hải sản tươi sống ha. Có con đường lối dẫn vào rất đẹp luôn ha. Wow. Quán Hàng Dương thì hai bên có và Hàng Dương rất đẹp. Những cái cây này thì thường hay mình thấy hay có ở những cái bãi biển nè. Wow, bên trong quán của Hàng Dương thì cũng rất là đông khách luôn ha mọi người. Những căn chòi nằm cạnh bờ biển luôn ha. View này đẹp rồi. Đây có cái bậc thang để mình đi xuống bãi biển, bãi cát biển nè. Cát là cát vàng mọi người ơi. Cho nên vùng biển này quanh năm thì nước nó không có trong xanh như là Vũng Tàu hay là Nha Trang. Nhưng mà nước thì vẫn cứ trong mà tắm rất là bình thường, rất đẹp luôn ha. Ken. Trên những cái căn chòi mà của các nhà hàng mọi người thì nhìn ra cái bờ biển của biển thành phố hay gọi là biển Cồn Bẩn nè mọi người, rất đẹp luôn ha. Vừa thưởng thức những món hải sản tươi ngon của biển nè, rồi vừa ngắm cảnh biển nữa. Tiếng sóng rì rào thì rất là thú vị luôn ha. Kem khói hả? Sau khi đi một vòng á, biển rất là mát mẻ thì bây giờ mình sẽ tìm một cái món hải sản của vùng biển này để thưởng thức nha mọi người. Đó là cái con chù ụ nè. Con chù ụ thì rất là lâu rồi mình rất là mê luôn á. Bây giờ sẽ tiếp tại cái câu chuyện này bán để mình mua luôn ha. Đây, con chuỗ nè, 1.4 kg đúng không? Rồi mình luộc là sao? 20. 1.4 kg luộc là 20.000 nữa ha. Mình sẽ thưởng thức thử cái con chuỗ này như thế nào nè mọi người. Rồi 1.4 kg chuỗ, mày vô mọi người ơi. Rồi 1 kg này chắc khoảng mấy con ta? Hả? Mấy con? Mười mấy con? Con cái đặc biệt luôn. Lựa con nào ngon nhất nha, anh thử là giới thiệu cho mọi người luôn á. Con nào ngon? Con được không? Hay con cái ngon? Ồ, xem nhé mà nó kẹp luôn á. Cái không có hả? Đem về thôi. Để em tự lựa thôi. Ký nó chắc khoảng 10 con gì hả? Dạ, nếu mà đủ như vậy là
À, còn không là mua lên để cho 200 kg cỡ. Bây giờ không luộc nữa rồi chị. Dạ mua mang về là chị. Đây bóc dùng con này. Sợ nó kẹp. Giờ tôi chỉ chị bóc. Đây. Đó. Sợ nó kẹp đây đây. Con này nữa nè. Rồi đủ chưa? Wow, sau khi mình lựa thì chắc khoảng 2 kg mấy hả? 2 kg à. Rồi mua 2 kg đi. Một là mình sẽ ăn ở đây thì mình sẽ luộc ở đây là 20 ngàn. Còn không mình đem về mọi người ơi. Con chủ sau khi về đến nhà thì đã được lên bếp nè mọi người. Rất wow. Khói nghi ngút luôn ha. Rất là hấp dẫn luôn á mọi người ơi. Mọi người cũng nên có một cái chuyến hành trình đến với biển Cồn Bửng Bến Tre ha, để trực tiếp để thưởng thức. Còn cái này là mình mang về tại nhà để thưởng thức cùng gia đình. Rất là thú vị luôn á. Trên đường về tới với biển Cồn Bửng hay là biển Thành Phú của Bến Tre mọi người thì cách khoảng chưa được ăn cây số các mọi người thì sẽ có hai cái điểm di tích, một là Lăng Ông Nam Hải ha mọi người ha, như địa điểm mình đang quay nè, và một cái nữa là một cái gọi là cái khu bảo tồn lịch sử lịch sử về đường Hồ Chí Minh trên biển, thì khu vực này có những cảnh quan cũng rất là đẹp á, thì mình sẽ gợi ý cho cả nhà mình hai cái địa điểm này ha, để nếu mà ai có nhu cầu tham quan và cúng viếng Lăng Ông Nam Hải thì mình tới cái địa điểm này ha mọi người. Đây là khuôn viên của Lăng Ông Nam Hải ha. Này là tủ để thờ xương cá ông nè mọi người. Thì ông vô ngày 28 tháng 2 âm lịch 2004 đó mọi người, nặng khoảng 78 tấn luôn ha. Gọi là ông sao ha mọi người. Còn ông trước vô ngày 15 tháng 1 năm 2004 nặng 57 tấn. Tức là hai bên luôn ha mọi người. Cái tủ này thì mình có hai ngăn, một ngăn lớn và một ngăn nhỏ hơn một chút ha. À mọi người ha. Thì hai khu vực khu bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển á, thì đối diện với lại Lăng Ông Nam Hải luôn, cho nên rất là thuận tiện để mọi người cùng tham quan cùng một lúc hai địa điểm di tích và một cái Lăng Ông Nam Hải ha mọi người. Phía trước mặt mọi người là điểm khu bảo tồn tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển mọi người ạ. Bên trong có biểu tượng của tàu không số. Thì tàu không số là như thế nào thì bây giờ mời mọi người tiến vào tham quan khu vực của khu bảo tồn, nơi có biểu tượng gọi là tàu không số. Những con tàu đi trên biển, di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển đó mọi người. Khu di tích tàu không số hay mọi người, mình thấy có nhiều cái bia lưu niệm trường đảng Bến Tre hay mọi người ha. Khu viên này, khu di tích tàu không số thì cũng rất là rộng lớn nè. Phía trước bắt màn ảnh nhỏ của mình đó là hình ảnh của chiếc tàu mọi người. Thì tàu không số là sao mọi người? Tàu không số là những con tàu mà lúc thời kỳ của cách mạng, của chiến tranh đó mọi người. Thì những con tàu này là vận chuyển hàng hóa thiết yếu, ví dụ như là lương thực thực phẩm hay là về vũ khí á mọi người, để chuyển từ Bắc vào Nam, từ Nam vào Bắc, ra Bắc đó mọi người ơi. Thì những con tàu anh hùng của đất nước Việt Nam mọi người ạ. Hình ảnh chiếc tàu không số nè mọi người. Bây giờ chắc cái khu vực này mình xin phép bay lại cầm để chia sẻ cho mọi người một vài cái góc ảnh về hình ảnh con tàu không số cũng như là cái cạnh biển, tại vì vị trí này á, vị trí quảng trường con tàu không số á, thì nằm sát mặt biển của biển Thành Phú luôn mọi người ạ. Cho nên mình sẽ bay flycam lên để chia sẻ hình ảnh cảnh quan thiên nhiên của khu vực này cho mọi người luôn ha.
Như vậy mình đã có chuyến tham quan vùng biển thành phố Cồn Bửng của Bến Tre rồi đó mọi người. Rất thoải mái và thú vị luôn. Hy vọng trong thời gian tới thì cả nhà mình cũng sẽ sắp xếp một chuyến đi biển tới với biển Cồn Bửng, còn biển thành phố của Bến Tre ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người đã xem. Xin chào, hẹn gặp lại.